Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, đêm qua những sóng lạnh ở phía Bắc không còn tăng cường xuống nước ta nữa, nhưng do trời ít mây nên nhiệt độ ở Bắc Bộ có tăng nhưng chưa nhiều. Toàn miền Bắc vẫn duy trì trạng thái buốt giá với mức nhiệt ngoài trời lúc này ở các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc đều chỉ dưới 8 độ. Còn ở vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ dao động quanh ngưỡng 10 độ. Trong ngày hôm nay, trên nền nhiệt sáng vốn đã tăng, lại cộng thêm với khí lạnh suy yếu và tiết trời nắng ráo. Vì thế, nhiệt độ trưa chiều nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 20 đến 23 độ, trời sẽ bớt buốt giá hơn nhiều so với buổi sáng. Tạnh ráo có nắng cũng là thời tiết phổ biến trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành miền Trung. Lúc này, 2/3 diện tích ở Trung Bộ, cả một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đều ở ngưỡng trời rét với mức nhiệt dưới 19 độ. Do khí lạnh yếu đi, cộng thêm với tiết trời nắng sớm, nên nhiệt độ trưa chiều nay ở Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế đồng loạt ở mức 20-23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ cao hơn từ 24-26 độ. Phần còn lại là các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ từ 27-30 độ. Đối với các tỉnh Nam Bộ, từ sau 8 giờ sáng trời đã có nắng, đến trưa và chiều thì mức nhiệt này sẽ còn tiếp tục đẩy lên ở ngưỡng 30-32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở Tây Nguyên cũng có nắng sớm nhưng do địa hình cao nguyên nên biên độ tăng nhiệt mỗi giờ chậm hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây sẽ phổ biến từ 25-27 độ. Trên biển, hôm nay chỉ còn khu vực từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa là vẫn còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4,5 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4,5 mét. Đến đêm, gió trên các vùng biển tiếp tục giảm dần. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.